Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân Các bạn đang nghe bộ truyện Ta là Hùng Phu Kiếm Thánh Tập 84 của tác giả Đích Thủy Người dịch NVM 1997 Nguồn tiên dực qua giọng đọc Hoàng Vinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 693 Tiêu Giao mình Trần Giao cũng không phải là không muốn báo thù Chỉ là không muốn ca ca phải mạo hiểm gì nàng ta Tam thúc trần đồng và trần tô đằng không bày đến trần mục xoa nhẹ má của hai tỷ đệ Ồ, không tệ nha đồng đồng đã bước vào cảnh giới kiếm hoàng sao tô tô người phải cố lên đấy trần tô ngượng ngùng cúi đầu trần đồng gãy đầu cười ngây ngô ta vẫn còn kém xa lắm cha ta nói tam thúc năm đó đã là kiếm thánh rồi trần vĩnh nói triều, đồ ngốc so dai không được lại đi so với tam thúc người dõi mắt khắp Quang Châu, ngươi chính là thiên kiêu mạnh nhất của thế hệ trẻ tuổi rồi. Trần Đồng liên tục lắc đầu, nghiêm túc nói, cha nói tu vi của ta đều là do gia tộc dùng tài nguyên dựng lên, không có được tính là thiên kiêu. Bình thường, Trần Hạo dạy dỗ Trần Đồng đều bảo hắn ta không có được kiêu ngạo, Trần Mục rất thích bọn họ. Thần tướng của Trần Vĩnh chống đỡ thiên môn, có rất nhiều vật chất kim sắc rơi xuống, Trần Mục nhắc nhở Tiểu muội mọi người có thể tu luyện ngay bây giờ đi. Trần Giao mỉm cười gật đầu. Đồng đồng, tô tô, hai đứa, mau, tu luyện đi. Dân, tiểu cô. Trần Đồng và Trần Tô ngồi xếp bằng trên đỉnh núi. Trần Giao không có tu luyện, nàng ta muốn ở cùng ca ca nhiều hơn. Biết hắn sẽ nhanh chóng rời đi. Trần Mục trở về nhà. Cha, nương. Trần Mục bước vào diện tử, Trần Nghiêm vừa làm nước mắt trên khóe mắt của đường Nguyễn Mục Nhi, nương của ngươi không giống với chúng ta Bại lo lắng cho ngươi đó Nương đã làm cho ngài lo lắng rồi Trần Mục bước tới ôm lấy phụ mẫu Đương quyển lắc đầu liên tục Không có, không có Nương chỉ nhớ ngươi và Phục Tiên thôi Nương biết bản lĩnh của ngươi lớn mà Sư tỷ có chuyện, rất nhanh chóng Ta sẽ đón nàng trở về nhà Ngài yên tâm đi Trần Mục trịnh trọng nói Đường Nguyễn vui vẻ gật đầu. Mấy người Trần Thiên Nam cũng tới diện tử. Gia Gia, Đại Bá, Đại Nương. Trong đình diện chợt trở nên náo nhiệt. Nhìn thấy Trần Mục quay về, mọi người đều rất vui mừng. Thất thất, chạy về từ phía Hắc Thạch Thành. Thường ngày, nàng ta đều bận việc trong tiêu cục với Tiểu Côn. Tiểu Hắc và Tiểu Bạch chạy đến bên cạnh Trần Mục. Cả hai dũi đầu vào ống quần của hắn. Trần Mục lấy tiên dược có được ở tiên giới ra, chia cho mọi người trong tộc. Hắn còn đưa cho Trần Giao hồng thạch mà Chí Tôn cũng khó có được. Trần Giao không khách khí với Trần Mục. Trần Mục cười nói, lần sau trở về ta mang cho mụi một thanh tiên kiếm tuyệt thế. Trần Giao gật đầu cười nhẹ, dân, ca, huynh nhớ chú ý an toàn nha. Mụi đợi huynh mang phục tiên tỷ trở về, sau này mụi có thể giúp huynh trong hài tử rồi tâm trạng của Trần Mục vui vẻ. Vĩnh dĩnh, huynh phải rời đi một lúc nữa, nếu như muội không có chịu được thì nói với ta nha. Trần dĩnh nhẹ nhàng nói, muội có thể làm được mà. Trần Mục thúng di đến Hắc Thạch Thành, nhà cũ của Trần Mục được chuyển thành tổng bộ tiêu cục. Trần Mục đến tổ trạch, Trần Hy Diễn Lan Nguyệt ở trong diện tử, hai người nhìn thấy tiên môn mở ra thì đang hiếu kỳ Trần Gia đang có chuyện gì. Đại tỷ, làng nguyệt tỷ ô tiểu mục thiếu gia vẻ mặt của trần hy vui mừng nói tiểu mục lần này ngươi trở về chuẩn bị ở lại mấy ngày vậy trần mục khẽ lắc đầu nói đại tỷ ta phải đi ngay bây giờ Lan nguyệt tỷ đa tạ sự giúp đỡ của mọi người ta hy vọng sau này mọi người tuyên truyền về quan minh thần miếu nhiều hơn rất quan trọng với phục tiên thiếu gia ta sẽ làm như vậy yến lan nguyệt là người trung thành nhất với trần gia trần mục cười trêu đùa đại tỷ đã đến tuổi kết hôn rồi đó hay là ta giúp tỷ giới thiệu nha ta có quen biết rất nhiều thiên kiêu trần hy cười duyên nói thiên kiêu ta chẳng hiếm lạ gì nhưng mà nương ta muốn ta tìm người môn đăng hậu đối bây giờ quá khó tìm luôn trần mục không nhìn được cười thành tiếng đại tỷ ta đi thăm mấy người nhị ca sau này lại nói Tiểu Mục, ngươi phải bảo trọng đấy. Trần Hy dãy tay với Trần Mục. Trần Mục thúng di đến Đông quan. Hắn nhìn thấy Trần Hạo và Trần Hãn ở phụ cận của một thôn xóm hẻo lánh. Tạ Nhã tu hành ở quyền Kiếm Tông. Trần Hạo vì để giúp cho Trần Mục mà hai phu thê không có thể đoàn tụ. Trần Hãn không có thời gian trở về nhà. Nhị ca, Tiểu Hãn, Tam ca, Tam đệ. Trần Hạo và Trần Hãn đang chuẩn bị đến thôn sớm khác không ngờ gặp trần mục ba huynh đệ ôm nhau trần mục trịnh trọng nói nhị ca đa tạ mọi người trần hảo cười ngây ngô nói điều là việc chúng ta nên làm ngươi đã bỏ ra rất nhiều cho gia đình rồi đúng vậy tam ca chúng ta đều là huynh đệ đều là việc nên làm trần hãn ha hả cười lớn trần mục vốn là muốn trò chuyện một lúc thế nhưng bầu trời trong xanh đột nhiên tối sầm cách tiền môn quá xa, quy tắc ở nhân gian đang bại xếp hắn. Ta phải đi đây, những cái tài nguyên này hai người cầm lấy, phần của tại nhà tỷ, nhị ca mang theo đi. Trần Mục dỗ vàng rời đi. Đám người của Trần Hạo có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng mà không có cơ hội trò chuyện. Sau khi mà Trần Mục biến mất, bầu trời lại trong xanh. Đây là thiên đạo phản vệ mà Bạch Tỷ Tỷ nói sao? Tiểu Mục muốn trở về trừ khi hắn có thể nắm giữ thiên đạo. Tam ca chắc chắn có thể làm được mà. Đúng vậy, dù sao đó cũng là tiểu mục. Trần mục vốn định đến lăng dân tông nhìn xem, nhưng mà với tình hình hiện tại, cách tiên môn quá xa sẽ bị phản phệ, hắn chỉ có thể quay trở về Trần Gia. Tiên môn đã mở rất lâu, Trần Vĩnh khẽ cao mày thần tướng của nàng ta đang run rẩy sắp không kiên trì được rồi. Trần Mục không có nán lại nữa. Vĩnh Vĩnh, mọi người hãy bảo trọng nha trần mục quay lại thông qua tiên môn đường nguyễn và trần nghiêm đưa mắt nhìn hắn rời đi trần tô và trần đồng ngồi xếp bằng tu luyện trên chỗ cao trần giao nhìn tiên môn đã đóng lại hoàn toàn sau đó ngồi khoanh chân tu luyện trần vĩnh lẩm bẩm nói ca quỳnh yên tâm mũi sẽ chăm sóc tốt cho mọi người trần mục về đến tiên giới hắn đã phát giác được có cường giả giáng xuống vũ châu đến gần tây bộ vũ châu Hắn lập tức dụ giả chạy về Quang Minh Thành. Chương 694 Luyện võ quyết đấu ở Tham Lan Tinh Bên ngoài Quang Minh Thành, không gian đã bị xé toạt, lão giả áo xám bước ra từ hư không. Ông ta nhìn về phía Quang Minh Thành cách đó không xa, có thể cảm nhận được sự tồn tại của đại trận tinh thần. Cường giả trong thành phát giác được lão giả áo xám đến gần. Nam Cung Hùng đi ra ngoài thành, Hắn ta hơi kinh ngạc, mỉm cười chắp tay nói. Quá ra là thẩm huynh. Thẩm Thiên Cương là thái thượng trưởng lão của Thái Sơ Tiên Cung, là cương giả tiên dương, lớn tuổi hơn Nam Cung Hùng, danh vọng ở tiên giới rất cao. Lần này, Lão Phu đến Vũ Châu là muốn đại diện Thái Sơ Tiên Cung đến nói chuyện với Trần Mục Tiểu Hữu, nhờ Nam Cung Đạo Hữu thông báo cho một tiếng. Nam Cung Hùng khẽ gật đầu, hắn ta không có nói chuyện Trần Mục không có ở trong quan minh thành chỉ cười nhẹ nói ta vào thành bẩm báo trước thẩm huynh đợi cho một lát người từ xa tới là khách mời tiền bối vào thành để mà nói chuyện trần mục dẫm không bày tới áo trắng của hắn tung bay phong thần tuấn lãng giữa mi mắt mang vẻ ung dung lần đầu gặp mặt thẩm thiên cương có thể xác định hắn là trần mục trong mắt của ông ta tràn đầy tự tin trên mặt mang theo nụ cười không giận tự quy đây là khí thế mà cường giả mới có. Cảm giác của Trần Mục mang cho ông ta thâm sâu không thấy đáy. Với nhãn lực của ông ta không thể nhìn thấu, mặt biển càng phẳng lặng, càng ẩn giấu nguy hiểm. Sớm đã nghe đại danh của Tiểu Hữu, hôm nay được gặp quả nhiên bất phàm, bãi phục, bãi phục. Lão Phu là trưởng lão của Thái Sơ Tiên Cung Thẩm Thiên Cương. Giảng bối là Trần Mục, đa tạ Thẩm trưởng lão đã khen ngợi, mời tiền bối vào trong thành trò chuyện trong thành có rất nhiều bạch tính vào thành có thể thấy được tượng quan minh nữ thần cao chót chót bên trong hương khói không dứt nhìn thấy khung cảnh này thẩm thiên cương khẽ nhíu mày ông ta trầm giọng nói tiểu hữu chúng ta đều là tu tiên giả vì sao ngươi muốn cung phụng thần tộc trần mục không hề che giấu hắn trịnh trọng nói nàng ấy là nương tử của ta đương nhiên ta phải giúp nàng rồi thẩm thiên cương có một chút kinh ngạc ông ta chợt nghĩ đến cái gì đó nàng ta chính là khương phục tiên sao thái sơ tiên cung cũng có thu thập tin tức của nhân gian trần mục gật đầu không sai nương tử nhà ta ở chỗ sâu nguy hiểm nhất trong tinh không nàng ấy cần có tính ngưỡng của chúng sinh thẩm thiên trạch trầm giọng nói chúng ta đã từng bỏ ra cái giá cực lớn để mà trục xuất thần tộc khỏi tiên giới giả dụ thần tộc kéo nhau trở lại tiểu hữu lựa chọn thế nào Trần Mục không có trả lời ngay lập tức, hắn suy nghĩ một lát, sau đó bình tĩnh nói. Già già ta thường nói, tích thiện chi gia tất hữu di khánh. Nếu như có đủ khả năng, ta sẽ lựa chọn bảo vệ kẻ yếu, duy trì chính nghĩa. Bọn họ đi đến tổng bộ của liên minh. Thẩm Thiên Cương nhìn thấy bản hiệu tiêu giao minh. Ông ta còn nhìn thấy cường giả của tử di động thiên và vũ văn gia. Trong đình diện Tằng ngưu theo kim thiền học kinh phật sở sở ngồi ngơ ngẩn trong đình nghỉ chân nàng ta nhìn thấy trần mục thì vui vẻ chạy đến trước đại ca ca trần mục xoa đầu sở sở nàng ta rất giống với vĩnh vĩnh lúc còn nhỏ hoạt bát đáng yêu thẩm thiên cương có thể nhìn ra sở sở không giống người bình thường ông ta còn nhìn thấy kim thiền và tăng ngưu cách đó không xa phát hiện trong diện tử này đều là quái vật ông ta có thể cảm nhận được còn có thần tộc cường đại ở trong quan minh thành muốn giải thể tiêu gia minh sang bằng quan minh thành trừ khử trần mục là một việc cực kỳ khó khăn mấy người trần mục đi đến đại sảnh tiếp khách sợ sở, sở rất nghe lời nàng ta ngoan ngoãn chơi bên ngoài ngu tử quyên mang trà cho thẩm thiên cương thẩm tiền bối ngài đặc biệt đến quan minh thành không biết có chuyện gì trần mục cười hỏi Thẩm Thiên Cương bưng chén trà lên, nói ý sâu xa. Tiên giới có rất nhiều năm không có hỗn loạn như vậy, hiện giờ ma thần không biết tung tích. Nếu như xảy ra xung đột lớn thì chỉ khiến cho ma thần có cơ hội. Trần Mục không một chút biểu cảm hẳn nhàn nhạt nói, trước giờ ta không có chủ động gây chuyện. Thanh hư động thiên nhiều lần nhắm vào ta và lăng dân tông. Đằng sau có ý chỉ của Thái Thượng Thiên Cung. Thái Thượng Thiên Cung thậm chí còn ra tay với trần gia của ta. Thái thượng tiên cung làm tổn thương tiểu mũi của ta, tước đoạt quyết mạch của nàng. Nói đến phía sau, trong mắt trần mục hiện lên sát ý, ngay cả thẩm thiên cương cũng cảm thấy ớn lạnh. Thẩm thiên cương trầm giọng nói, thanh hư động thiên và thái thượng tiên cung đã biến mất, thái thanh tiên cung đã bị thiệt hại nặng nề. Cùng chủ diệp thanh quyền đã ngã xuống, thái sơ tiên cung chúng ta hy vọng thế lực hai bên các ngươi dĩ hòa nhi quý. Trần Mục cười lạnh nói, Theo như ta biết thì Thái Thanh Tiên Cung đang liên hợp với các thế lực tiên giới để mà đối phó ta. Bọn họ không quý định dĩ hòa nhi quý. Thẩm Thiên Cương nói một cách quyển chuyển, Tiểu hữu, thế cục bây giờ vẫn chưa đi đến tình huống xấu nhất. Tất cả đều có cơ hội hòa quản. Nếu mà thật sự khai chiến, chắc chắn cuộc chiến có quy mô lớn nhất sau cuộc đại chiến diễn cổ. Đến lúc đó, sinh linh khốn khổ lầm than. Tiểu hữu chắc chắn không có muốn nhìn thấy cảnh đó chứ. Trần Mục nhàn nhạt nói, ta không có hy vọng sinh linh lầm than, thái thành tiên cung sẽ bỏ qua cho ta sao? Thẩm Thiên Cương trầm giọng nói, thái thành tiên cung muốn liên hợp với thế lực tiên giới dày đánh tiểu hữu. Thái sơ tiên cung chúng ta không có muốn nhìn thấy cảnh chém giết lẫn nhau chúng ta đã thương lượng với thái thanh tiên cung bọn họ không có chịu để yên đề nghị muốn tỉ võ quyết đấu muốn tiến hành tỉ võ quyết đấu với tiểu hữu khóe miệng của trần mục mang theo nụ cười lạnh đây mới là mục đích của thẩm thiên cường đến đây quyết đấu sao thú vị bọn họ không có phái chí tôn đối phó với ta đó chứ thẩm thiên cương vội vàng rùa tay thái thanh tiên cung cử ra tiêu ngọc nàng ta chỉ là kiếm thần đỉnh phong. Thái Sơ tiên cùng chúng ta chủ trì cuộc đấu, tỷ võ hoàn toàn công bằng. Chương 695 Luận võ quyết đấu ở Tham Lan Tinh Cho dù Tiêu Ngọc là thiên kiêu tuyệt thế, sở hữu quyết mạch đỉnh tiêm cũng không có thể chiến thắng trần mục, cảnh giới tiên dương. Từ lúc mà hắn sinh ra đến nay, chưa từng bị dược mặt đánh bại, nhưng mà hắn không có dội đồng ý. Bên trong chắc chắn có gian trá rồi. Thái Thành tiền Cung sẽ không có ngu xuẩn như vậy chứ. Nếu ta thắng thì có lợi ích gì? Nếu như mà tiểu hữu thắng, Thái Thành tiền Cung để cho tiểu hữu xử trí. Nếu như mà tiểu hữu thua thì phải giải tán liên minh, đưa thần tộc vào vĩnh kiếp luân hồi dực. Trần Mục nhìn Thẩm Thiên Cương cười nhẹ nói, Thẩm tiền bối, đề xuất quyết đấu này không tội, ta đang muốn tìm tiêu ngọc để mà thanh toán, còn có thể tránh được chiến tranh quy mô lớn có điều Thái Sơ Tiên Cung thật sự không thiên dị. Vẻ mặt của Thẩm Thiên Cương nghiêm túc nói, Tiểu hữu yên tâm, Thái Sơ Tiên Cung chúng ta tuyệt đối công bằng chính trực. Chúng ta có thể để cho tất cả thế lực tiên giới làm chứng. Ngươi cảm thấy Thái Thành Tiên Cung dám lật lọng trước mặt của tu tiên giả toàn tiên giới sao? Khó nói, ta từng muốn giao hảo với Thái Thành Tiên Cung, đáng tiếc chỉ là mơ tưởng của mình ta. Trần Mục lắc đầu hắn không còn tin tưởng thái thanh tiên cung nữa thẩm thiên cương thở dài nói tiểu hữu nếu như hai bên khai chiến thái sơ tiên cung chúng ta sẽ ủng hộ thái thanh tiên cung vẫn mong tiểu hữu suy nghĩ kỹ mặt của trần mục mang theo nụ cười thẩm tiền bối giảng bối không có muốn xưng bá tiên giới chỉ muốn xử lý ân quán thôi tam đại tiên cung có nguồn gốc từ cùng một đạo thống về tình về lý chúng ta đều nên đứng ra Quả ra là vậy. Trần Mục có một chút ngạc nhiên. Không ngờ ba đại thế lực mạnh nhất của tiên giới lại có nguồn gốc từ cùng đạo thống. Đạo thống kia chắc chắn vô cùng khủng khiếp. Thẩm Thiên Cương bỏ chén trà xuống, sau đó đứng dậy. Tiểu hữu, đa tạ đã tiếp đãi Nếu người không đồng ý với các tỷ võ quyết đấu để mà giải quyết ân quán, vậy thì người chọn nơi thích hợp để mà tiến hành quyết chiến đi. Trần Mục có thể nhìn ra được, Thái sơ tiên cung là nghĩ cho chúng sinh, hắn trịnh trọng nói. Thẩm tiền bối, hy vọng thái sơ tiên cung sẽ không làm ta thất vọng. Tiểu hữu, người đồng ý sao? Tỷ võ quyết đấu có hạn chế gì? Thẩm thiên cương trầm giọng nói. Ngoại trừ cấm nhờ giúp đỡ thì không có hạn chế gì khác, toàn bộ dựa vào bản lãnh. Trần Mục cười nhẹ đáp. Ta đồng ý tỷ võ quyết đấu nhưng mà địa điểm không thể ở Thiên Châu không thành vấn đề, chi bằng chọn một chỗ trong tinh không, nơi đó cách xa tiền giới, không thuộc về phạm vi của bất cứ thế lực nào, có thể xuất thủ không cần kiên kỵ. Được, Trần Mục và Thẩm Thiên Cương đi vào trong đình viện, Trần Mục tùy tiện chỉ về phía tinh không khẽ cười. Chọn tham lan tinh đi, bất cứ lúc nào ta có thể theo cùng. Thẩm Thiên Cương chấp tay cảm kích nói, đa tạ tiểu hữu, vậy thì nửa tháng sau. Tạm biệt. Trần Mục đích thần tiễn thẩm thiên cương ra khỏi Quang Minh Thành. Hắn biết cái trận quyết đấu này sẽ không có dễ dàng. So với cuộc hỗn chiến sinh linh lầm thang thì quyết đấu sẽ tốt hơn. Nam Cung Hùng đến bên cạnh Trần Mục. Minh chủ thẩm thiên cương tìm ngươi có chuyện gì? Trần Mục cười đáp. Ông ta bảo ta quyết chiến cùng với tiêu ngọc của Thái Thanh Tiên Cung dùng cách này để giải quyết ân quán. Bên trong sợ là có mưu toan ta đã đồng ý rồi vẻ mặt của nam cung hùng hơi kinh ngạc hắn ta hiểu đây là trần mục muốn một mình chống lại tất cả trần mục cười nói chuyện của liên minh xin nhờ nam cung tiền bối ta phải bế quan một thời gian được không thành vấn đề nam cung hùng nặng nề gật đầu xích thành động thiên sau khi mà mộ hồng liên trở về chia khối hồng thạch nhỏ kia cho lão bối cường giả của động thiên những lão bối cường giả kéo dài hơi tàn kia đều lần lượt khôi phục sức sống dù sao cũng chỉ có một miếng hồng thạch nhỏ chia cho nhiều lão bối cường giả xong hiệu quả có hạn nhưng mà bọn họ cũng cảm nhận được cái chủ lợi của hồng thạch mang lại mộ thành dân đang do dự tình hình bây giờ không rõ ràng tốt nhất cứ đợi xem Dễ mặt của mộ hồng liên bình tĩnh nói phụ thân đợi tình hình rõ ràng chúng ta đã không còn quan trọng nữa Ngài cảm thấy chúng ta có tư cách nghiêu cò tranh nhau Ngư ông đắc lợi Bọn họ lưỡng bại câu thương Sau đó độc chiếm Vũ Châu sao Hồng Liên Hiện giờ đứng về một phía rủi ro rất cao Nếu dinh cùng dinh Nếu nhục cùng nhục Chúng ta cứ ở trung lập đi Ai thắng theo người đó Mộ Thanh Dân trầm giọng nói Ông ta không có dám đem sức thành động thiên ra đặt cược Mộ Hồng Liên không ép buộc Chỉ cần sức thành động thiên giữ vững trung lập không phải là chuyện xấu. Thiên Châu, Thẩm Thiên Cương đến Thái Thành Tiên cung. Tiêu cung chủ, Trần Mục đã đồng ý tỷ võ quyết đấu vào nửa tháng sau, địa điểm chính là Tham Lan Tinh. Ta phải nhắc nhở các ngươi thực lực của hắn, lão phù không có thể nhìn thấu. Thẩm Thiên Cương hy vọng là Tiêu Ngọc có thể thắng, dù sao thì Thái Sơ Tiên Cung cũng cảm thấy Trần Mục là uy hiếp. Tiêu Ngọc cười nhẹ đáp, đa tạ thẩm lão đã buông ba, tỷ võ quyết đấu lần này ta sẽ không có thua đâu. Thẩm Thiên Cương nhàn nhạt nói, mong là vậy, bây giờ ta phải đi thông báo cho các thế lực tiên giới khác đến làm chứng, vẫn mong Thái Thanh Thiên Cung phối hợp, đừng có làm chúng ta khó xử. Tiêu Ngọc khẽ hiếp mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, chế giễu nói, thẩm lão yên tâm, trần mục là tai họa của tiên giới, ta sẽ đích thân giải quyết sau khi mình Thẩm Thiên Cương rời khỏi Thái Thanh Thiên Cung, Tiêu Ngọc tiến vào cấm địa của Thái Thanh Thiên Cung. Ở đây có một ngọn núi, nàng ta đi thẳng vào bên trong ngọn núi. Trong núi còn có động thiên khác, bên trong có cung điện cổ xưa. Tiêu Lạc Mộc ngồi ở chỗ cao trong điện, ông ta trông vẫn trẻ tuổi, đang ở độ tuổi xuân. Tiểu Ngọc, viên ngũ hành tiên đang này có thể khiến cho người bước vào cảnh giới tiên dương, giúp người ngưng kết quy tắc ngũ hành sau khi mà tiến vào cảnh giới tiên dương, sức chiến đấu không yếu hơn lão giả tiên dương. Đa tạ lão tổ tông, ta sẽ tận tài trừ khử trần mục, xin ngài cứ yên tâm. Trong mắt của tiểu ngọc mang theo một sự tự tin, mặt tiêu lạc mộc không một chút biểu cảm, ông ta phất tài, áo giáp liệt diễm xuất hiện. Đây, bộ áo giáp chí tôn này vừa được tế luyện, có thể khiến cho thực lực của ngươi gia tăng đáng kể, có được sức phòng ngự của chí tôn chương 696 luận võ quyết đấu ở tham lan tinh áo giáp liệt diễm mặc thẳng vào trong người của tiêu ngọc áo giáp mềm mại ôm sát vào người rất khó nhận ra sở hữu áo giáp chí tôn nàng ta càng thêm tự tin đa tạ lão tổ tông tiêu lạc mộc vẫn không có yên tâm ông ta lấy ra một cái nhẫn rồi bóp nát bên trong có một giọt máu đỏ thẫm mang theo năng lượng khủng khiếp Tiêu Ngọc không khỏi run rẩy trước giọt máu kia. Đó là áp bách còn kinh khủng hơn chí tôn. Lão Tổ Tông chẳng lẽ đó là đế quyết? Tiêu Lạc Mộc lạnh lùng nói, không sai, giọt máu này có chứa lực lượng của đại đế, cho dù là thiên dương đỉnh tim cũng khó khống chế được, rất dễ bị phản phệ. Nếu như không phải bước vào đường cùng, tuyệt đối không có thể sử dụng giọt máu này. Giọt đế quyết kia rơi vào trong mi tâm của Tiêu Ngọc, nàng ta không chỉ có thể chủ động thôi động quyết đế mà quyết đế cũng sẽ thôi động lúc thức hại của nàng ta bị thương. Đây là ách chủ bài cuối cùng. Tiêu Ngọc tràn đầy tự tin. Lão Tổ Tông không cần đến quyết đế, ta cũng có thể giết chết hắn. Tiêu Lạc Mộc nghiêm trọng nói, đừng khinh suốt, hắn có thể đi đến ngày hôm nay tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên đâu. Hiểu rõ, Tiêu Ngọc không người gặp đầu. Rất nhanh, các thế lực ở tiên giới đã nhận được tin tức tỷ dọ quyết đấu, còn mời bọn họ đến làm chứng, toàn bộ tiên giới đều sôi sục. Tiên giới đã lâu không có náo nhiệt như vậy, đây chính là trận đấu quyết định cục diện tương lai của tiên giới. Trần Mục ở Quang Minh Thành bị quan, cảm ngộ lực lượng của chính mình, sau khi mà bước vào cảnh giới tiên dương, tiên lực tăng trưởng chậm lại, càng nghiêng về vận dụng quy tắc. Cơ thể của hắn phù hợp với đại đạo, thích ứng rất nhanh với các loại quy tắc. Trải qua nửa tháng chuẩn bị, sức mạnh thôn phệ dung hòa vào trong quyết nhục. Sau lưng của Trần Mục xuất hiện cái lỗ đen. Đó là do sức mạnh thôn phệ hiện hóa tạo thành. Vật chất năng lượng xung quanh đã bị hút vào. Toàn bộ quang minh thành đều đang chấn động. Lỗ đen do sức mạnh thôn phệ ngưng tụ ra có thể hấp thụ cái lượng năng lượng khổng lồ trong nháy mắt. Năng lượng bình thường sẽ tan rã khi mà đến gần. Trần Mục búng tài, kiếm quang phóng ra từ đầu ngón tay. Giây phút tia kiếm quang kia đến gần cái lỗ đen đã bị nghiền nát ngay. Sau đó đã bị lỗ đen thôn vệ và hấp thụ. Sức mạnh trong kiếm quang chuyển vào trong cơ thể của Trần Mục. Lỗ đen không chỉ có thể thôn vệ năng lượng giữa thiên địa một cách nhanh chóng, mà còn có thể thôn vệ đòn tấn công, chuyển hóa đòn tấn công của đối thủ thành năng lượng của chính mình. Kết thúc bế quang, Trần Mục hiểu rõ hơn về sức mạnh của bản thân. Hắn đến diện tử ở tổng bộ tiêu giao minh, sở sở và tàn ngưu đang nướng thịt ăn. Mấy người nam cung hùng ở trong diện tử biết được Trần Mục muốn đến tham lan tinh nên chuẩn bị đi cùng. Sở sở lấy thịt nướng. Đại ca, mau, nếm thử đi, đây là do chính tay ta làm đó. Trần Mục cầm lấy thịt nướng, rất nhanh ăn xong, hắn gật đầu liên tục mùi vị đúng là không tệ. Kim Thiền chăm sóc cho bọn họ, bằng thành các người ở lại quan Minh Thành. Được đại nhân. Trần Mục không có định dẫn theo thần tộc đến tham lang tinh, thấy lực tiên giới không có thích thần tộc, dứt khoát để cho bọn họ ở lại quan Minh Thành, còn có thể đề phòng đánh lén. Nam Cung Hùng trầm giọng nói, Minh Chủ, lão tổ tông nhà ta đã đi đến tham lang tinh. Trần Mục nói đùa, lão tiền bối đích thân đi xem chiến vậy ta không có thể làm ông ấy thất vọng được rồi nam cung hùng kiên định nói ta tin tưởng minh chủ chúng ta đợi tin tốt của người trần mục xoa nhẹ đầu sở sở các người ở nhà ngoan nha ta sẽ trở về nhanh thôi sở sở là ngoan nhất ta cũng vậy sở sở và tặng ngưu gật đầu cùng lúc trần mục ngồi thành thuyền một mình tiến đến tham lan tình các thế lực tiên giới đã đến nơi rồi. Thậm chí cả cổ thành cũng phái bàn thạch chí tôn đại diện đến xem chiến. Trên tham lan tinh đã có rất nhiều thế lực tập trung ở đây. Trong đó còn có mấy vị chí tôn đã ẩn thế nhiều năm. Nhưng mà trạng thái của bọn họ đều không còn ở đỉnh phòng. Chẳng hạn như Nam Cung Thần giống với cường giả chí tôn cấp bậc quá thạch sống. Ông ta đến để mà giữ thể diện cho tiêu giao mình. Thế lực khắp nơi đều phải nể mặt nhưng mà nam cung thần quá khó, sức quy hiếp có hạn, mọi người khách khí với ông ta, nhưng mà không hề sợ hãi. Tiêu lạc mộc của Thái Thanh Tiên Cung, Triệu Thiên Nguyên của Thái Sơ Tiên Cung, hai vị chí tôn này đang ở trạng thái đỉnh phong, tiếng tâm của hai người bọn họ đứng sau bàn thạch chí tôn. Thần thuyền của Trần Mục đến tham lang tình, hắn chú ý đến rất nhiều cường giả ở đây. Nếu như mà tiên giới đoàn kết lại, quả thật là một cổ lực lượng cường đại tiêu ngọc đứng giữa không trung nàng ta vừa đột phá xong cảnh giới tiên dương tiên quy cường đại trong cơ thể đang khuếch tán ra bên ngoài ngay cả lão bối cường giả cũng bị thực lực của nàng làm cho chấn động tin rằng một thời gian nữa nàng ta nhất định có thể trở thành chí tụ trần mục có thể cảm nhận được quyết mạch trần gia đang chảy trong cơ thể của tiêu ngọc trong mắt hắn hiện lên một ánh sáng lạnh lẽo hôm nay phải lấy lại quyết mạch đã mất cho tiểu muội thân thuyền biến mất trần mục dẫm không bước tới cương giả xung quanh nhìn thấy một cảm giác khác trên người của trần mục hoàn toàn khác với sự lạnh lùng kiêu ngạo trên người của tiêu ngọc hắn lại dám đến một mình sao là vì tin tưởng thái sơ tiên cung hay là vốn dĩ xem thường thế lực tiền giới chúng ta không phải còn của nam cung thần của nam cung gia sương mãn thiên của tử di động thiên Vũ Văn Khâm của Vũ Văn Gia sao? Bọn họ đều là người của Tiêu Giao Minh. Cho dù là vậy cũng quá đơn bạc. Hắn dám đến, sự can đảm này không có đơn giản. Trần Mục vừa đến, thế lực thiên giới xung quanh đã bắt đầu bàn tán. Có thể đến đây dây xem, yếu nhất cũng là cường giả kiếm thần đỉnh phong. Hơn nữa, cường giả của các thế lực thiên giới đều tụ tập ở tham lan tinh. Có thể sánh với thịnh hậu diễn cổ rồi. Triệu Thiên nguyên của Thái Sơ Tiên Cung ở trong sương mù mờ ảo không có hiện rõ chân thần giọng nói khoáng ta gian dội Trần Mục, Tiêu Ngọc hy vọng sau của trận đấu này các ngươi có thể tuân thủ quy tắc Chương 697 Tuyệt Thế Thiên Kiều Chân Chính Tiêu Ngọc lạnh giọng nói Trần Mục, người cấu kết với ma thần và thần tộc các thế lực khác ở tiên giới không quản vậy để ta giải quyết người Trần Mục khẽ lắc đầu, Tiêu Ngọc đang hất cái nước bẩn lên người của hắn, thế lực khắp nơi không có thiện cảm với Trần Mục. Hắn sang bằng thanh hư động thiên và thái thượng tiên cung, khiến cho các thế lực tiền giới rất căng thẳng, chỉ có thế lực ba nơi của Tiêu Giao Minh ủng hộ hắn. Triệu Thiên Nguyên lớn giọng nói, trận quyết đấu này không có hạn chế tu vi, không hạn chế phạm vi, không hạn chế thời gian. Bên bại trận sẽ chịu phán quyết các người không quý kiến chứ? Không có. Trần Mục nhàn nhạt đáp. Đây là phương pháp quyết đấu cổ xưa. Người thắng có thể lấy đi tất cả mọi thứ của kẻ bại trận. Tiêu Ngọc cười lạnh nói. Đợi đã. Nếu như ta lỡ tay giết chết người, những thần tộc kia có thể ngoan ngoãn nghe theo sao? Vẻ mặt của Trần Mục bình tĩnh, không bị chọc giận chút nào. Hắn hờ hững nói. Sau khi mà ta chết, thần tộc sẽ tự động bị phong ấn, liên minh tự giải tán nghe đến đây quốc cường giả trầm giọng nói trần mục có phong ấn thuật rất là mạnh những thần tộc kia nghe lệnh của hắn ta có thể là vì nguyên nhân này giết chết trần mục là có thể phong ấn cái đám thần tộc đáng sợ kia mong rằng tiêu ngọc có thể thắng có thế lực thiên giới gấp không đợi nổi rồi nam cung hình đặt hy vọng vào trần mục nếu như hắn thất bại vận mệnh của gia tộc nam cung gia sẽ suy tàn tử vi động thiên và vũ văn gia cũng đều như vậy. Nhưng mà bọn họ tin tưởng Trần Mục có thể thắng Tiêu Ngọc. Nếu như đối thủ là Tiêu Lạc Mộc thì không có thế lực tiên giới nào cảm thấy Trần Mục có thể thắng. Nhưng mà đối thủ là Tiêu Ngọc, mọi người cảm thấy Trần Mục có khả năng thắng. Các lão bối cường giả đều hiểu rõ Tiêu Lạc Mộc dám phái Tiêu Ngọc ra chiến, nhất định nắm chắc trăm phần trăm. Triệu Thiên Quyên ra hiệu cho mọi người tản ra, sau đó hắn ta trầm giọng nói, tỷ võ quyết đấu, bắt đầu. Tham Lan Tinh, một ngôi sao tỉnh mịch, trên vùng quan nguyên màu đỏ, có thể nhìn thấy cái đống đổ nát thê lương, vật chất tiên giới ở đây loãng mỏng, không có thích hợp để sinh sống. Tương truyền, Tham Lan Tinh có một vị cường giả thần tộc khát máu, về sau đã bị thế lực tiên giới liên hợp giết chết. Mão của hắn ta nhuộm đỏ cả tham lang tinh. Mỗi lần trăng tròn, ở đây xảy ra những cái điều kỳ lạ. Bình thường không có tu tiên giả nào muốn đến gần chỗ này. Trần Mục lựa chọn chỗ này quyết đấu cũng là vì chỗ này không có thuộc về bất cứ thế lực nào. Các cường giả tiên giới đều lui về chỗ cao. Bọn họ nhìn chăm chú vào Trần Mục và Tiêu Ngọc. Đây là trận đấu giữa thiên kiêu mạnh nhất của tiên giới và thiên kiêu mạnh nhất của nhân gian. Ngoại trừ ba vị lão bối cường giả của Tiêu Gia Minh ra, các thế lực tiên giới còn lại đều ủng hộ Tiêu Ngọc. Đất trời rung chuyển, Tiêu Ngọc dẫn đầu phát động tấn công. Tay của nàng ta cầm hai tiên kiếm màu xanh đen tùy ý dùng múa. Chém ra hai tia kiếm quang chói loại lao về phía Trần Mục. Trước người của Trần Mục xuất hiện lỗ đen, hai tia kiếm quang kia rơi vào trong cái lỗ đen biến mất không dấu vết. Năng lượng tinh khiết tràn vào trong cơ thể của trần mục lỗ đen của hắn nuốt chửng cái đoàn tấn công của tiêu ngọc cường giả tiên giới ở phía xa không quá ngạc nhiên bọn họ nhìn thấy cái lỗ đen quá giải đoàn tấn công của tiêu ngọc không hề phát hiện trần mục còn hấp thụ nguồn năng lượng kia tiêu ngọc không hề để ý vừa rồi nàng ta chỉ là thăm dò thôi tiếp đó chân dẫm vào hư không dưới lòng bàn chân có đường gian kim sắt võng ra đó là trận pháp trong chốc lát đã lan rộng ngàn dặm Trần Mục bị bao bọc trong cái trận pháp Mà Tiêu Ngọc tung ra Hắn không sợ sút Bài trận cần rất nhiều thời gian Sát trận càng mạnh Thời gian càng dài Tiêu Ngọc lấy thân làm trận Nàng ta thông qua bí pháp diễn cổ Để khắc sát trận vào trong cơ thể Có thể thô động bất cứ lúc nào Ngay cả Trần Mục trước kia Cũng chưa từng gặp loại phương pháp này Đây chính là nội hàm Của thế lực diễn cổ ở phía xa có lão bối cường giả ngạc nhiên kêu lên. Đây là ngũ hành sát trận, là sát trận có thể đứng đầu thời kỳ diễn cổ. Tiêu Ngọc đúng là không đơn giản. Tiền dương áo xanh của La Phụ Động Thiên nói với vẻ ngưỡng mộ, có thể điều khiển được ngũ hành sát trận, vậy chắc chắn nàng ta đã nắm giữ quy tắc ngũ hành. Nếu như một mình nắm giữ loại quy tắc ngũ hành thì không tính là gì, nhưng mà nàng ta có thể cùng lúc nắm giữ năm loại nữ nhân này của thiên phú trở thành đại đế. Trên tham lang tinh, Trần Mục đã bị dây hãm trong sát trận. Thiên nhãn thông có thể nhìn thấy năng lượng ngũ hành trong thiên địa đang biến hóa. Hắn giải phóng sức mạnh hỗn độn, trời đất trở nên âm u, quy tắc thiên địa xung quanh đều đã bị áp chế. Ngũ hành sát trận không có bị ảnh hưởng. Tiêu Ngọc lấy thân làm trận, chỉ cần nàng ta còn sống, sát trận có thể tồn tại. Trong đường gian kim sắc, phóng ra dây leo sắc bén. Dây leo màu xanh là do quy tắc thuộc tính mộc biến thành. Ngàn dạng dây leo che trời rợp đất, giống như vô số linh xà. Sau lưng của Trần Mục xuất hiện lôi đình ngân giựt hắn xuyên toa trong dây leo, nhảy mắt đã xuất hiện trước người của Tiêu Ngọc. Trần Mục cầm xích long thần màu trong tay, theo đó quang mang tử kim đột ngột đâm ra. Khóe miệng của Tiêu Ngọc mang theo nụ cười lạnh trước người của nàng ta xuất hiện cái tấm khiên tròn kim sắc. Giữa thiên địa u tối, quang mang lộng lẫy nở rộ, không gian xuất hiện gần sóng. Tiêu Ngọc hoàn toàn không có động đậy, nàng ta dùng quy tắc thuộc tính kim ngưng kết ra một tấm khiên vàng. Những dây leo sắc bén đánh tới sau lưng của Trần Mục, phía trên sát trận còn có vô số nham thạch rơi xuống. Lôi đình ngân giật sau lưng của Trần Mục khẽ rung lên, hắn xuất hiện sau lưng của Tiêu Ngọc trong nhảy mắt. Thế nhưng sau lưng của nàng ta cũng có một tấm khiên dạng do quy tắc thuộc tính kim ngưng kết ra. Chương 698 Tuyệt Thế Thiên Kiều Trần Chính Dây lèo ập tới, Trần Mục bị ép lui về sau, bầu trời của nham thạch rơi xuống không còn chỗ để mà trốn. Chúng không giống như nham thạch mà là do quy tắc thuộc tính thổ ngưng kết tạo thành. Mỗi một khối đều kinh khủng hơn một ngọn núi hơn nữa còn mang theo quả quang và nhiệt độ khủng khiếp đủ để mà đốt cháy chân thận. Trên đầu của Trần Mục xuất hiện cái lỗ đen, nham thạch quả diễm rơi vào lỗ đen, quy tắc thôn phệ rõ ràng càng mạnh hơn. Năng lượng quy tắc thuộc tính thổ và năng lượng quy tắc thuộc tính quả đều đã bị thôn phệ nhưng dây leo đánh tới từ khắp tứ phía. Cơ thể của Trần Mục được bao trùm trong hỗn độn chung, dù cho dây leo bao bọc lấy hắn cũng không có làm được gì. Tiêu Ngọc khẽ cao mày sát trận của nàng ta không có tác dụng với Trần Mục. Ngũ hành dông lô. Lúc mà Trần Mục bị dây hãm, Tiêu Ngọc phát động sát chiêu. Đường văn kim sắc của ngũ hành sát trận ngưng kết thành lò bếp. Năng lượng ngũ hành bộc phát ra quang mang ngũ sắc. Các cường giả ở phía xa tập trung tinh thần quan sát. Rơi vào trong ngũ hành sát trận, Trần Mục lành ít giữ nhiều, không lấy ra ách chủ bài khó mà thoát được. Bọn họ không có nghĩ rằng Trần Mục sẽ đưa tay chịu trói. Trần Mục bị nhốt trong ngũ hành dòng lô, hắn có thể cảm nhận được ngũ hành dòng lô kiên cố không thể phá dở. Nó còn đang liên tục ăn mòn hỗn độn chung, muốn luyện quá hỗn độn chung. Hỗn độn chung tuy là mạnh, nhưng mà không thể chống đỡ trong một thời gian quá dài. Trần Mục không nóng dội, hắn đang quan sát ngũ hành sát trận để mà tìm kiếm sơ hở tòa sát trận này lấy thân làm trận vốn không hoàn chỉnh. Trần Mục tìm được cái lỗ hỏng, vừa hay hắn nắm giữ quy tắc thuộc tính kim, dứt khoát dùng sức mạnh quy tắc thuộc tính kim đánh vào dưới đáy của ngũ hành dòng lô. Nơi đó là năng lượng quy tắc thuộc tính mộc. Kim khắc mộc, vì vậy quy tắc thuộc tính mộc đã bị phá hủy, toàn bộ ngũ hành dòng lô sụp đổ trong nhảy mắt. Ngũ hành sát trận cũng vì vậy mà tạm thời mất hiệu lực. Trần Mục nắm bắt thời cơ trong lúc ngũ hành sát trận đã mất hiệu lực. Hắn cầm xích long thần mau trong tay, long đình ngăn giật khẽ rung lên. Hắn xông về phía Tiêu Ngọc, song kiếm của Tiêu Ngọc nở rộ tiên quang, sau lưng còn xuất hiện dị tượng. Trong cơ thể của Tiêu Ngọc bùng phát tiên lực và thần lực cường đại. Các lão bối cường giả đứng phía xa chấn kinh. Tiên lực đúng là mạnh mẽ. Bàn thạch chí tôn bình tĩnh nói, trong cơ thể của Tiêu Ngọc vẫn còn thần lực cường đại hơn nữa không chỉ có một cổ thần lực thái thành tiên cung chắc đã đầu tư không ít tài nguyên vào nàng ta sau lưng của tiêu ngọc có thanh xà chiếm đóng quả tước sải rộng đôi cánh hoàng dao bay trên không trung bạch hổ đang gầm thép kim lan đang kêu gào ngũ hành linh thú đã hiển hóa đầy bầu trời năm loại linh thú ban cho nàng ta thần lực mạnh mẽ ngoài ra trong cơ thể của tiêu ngọc còn có quyết mạch cường đại có quyết mạch của di tôn còn có quyết mạch trần gia vừa chiếm được tiên lực của nàng ta vượt xa tiên dương bình thường nàng ta đấu cứng với trần mục có một chút sợ hãi lão bối tiên dương ở đó cảm nhận được áp lực tiêu ngọc vừa bước vào cảnh giới của tiên dương có sức chiến đấu như vậy tương lai chắc chắn là tiền đồ vô lượng hai tay của trần mục cầm xích long thần mau cánh tay được kim lân bao phủ hắn thôi động thần lực trong cơ thể, chân long và chân phượng lượng quanh xích long thần mau, tiếng long ngâm và phượng minh gian vọng khắp tham lan tinh, linh thí sau lưng của Tiêu ngọc đang nóng chảy, các lão bố cường giả phía xa cảm nhận được hàng ý. Ánh mắt của Tiêu Ngọc khẽ tụ lại, huyết mạch đặc thù của huyết mạch thần tộc áp chế. Nàng ta cảm giác huyết mạch của ngũ hành linh thú đã bị áp chế, không cách nào phát huy hết toàn bộ sức lực chân lòng huyết mạch và chân phượng huyết mạch trong cơ thể của Trần Mục đều có dấu hiệu quay về với tổ tiên. Tuyệt đối không phải là loại huyết mạch thần tộc bình thường có thể so được. Ngay các cương giả tiên dương cũng đều phải kiên kỵ. Xích long thần mâu mang theo thần lực cường đại và cả tiên lực khủng bố. Hoàng mang tử khiêm chiếu sáng khắp tham lan tinh. Không gian đã bị dở dụng, con ngươi của Tiêu Ngọc co rút mạnh. Hai tay nàng ta cầm kiếm tất cả năng lượng tràn ra bên ngoài. Cường giả thiên giới phía xa hiểu rõ một chiêu này có thể là chiêu phần thắng bại. Tiếng nổ khủng khiếp vang lên, sức lực của đằng mục mạnh hơn, tiêu ngọc đã bị nghiền ép. Hai thành tiên kiếm đã dở tàn tại chỗ, dĩ tượng sau lưng đã biến mất. Cả người đã bị quang mang tử kim, bao trùm bay ra mấy ngàn trượng. Cương giả thiên giới lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Tiêu Ngọc thế mà bị đánh tàn tác trong trận chiến vừa rồi. Trần Mục cầm xích long thần màu trong tay, áo trắng tung bay, phong hoa tuyệt đại, rất của tướng đế dương. Không ít lão bố cường giả hít vào khí lạnh. Tiêu Ngọc không có mất đi sức chiến đấu, áo váy của nàng ta quá thành tro tàn rồi biến mất. Thay vào đó là cái bộ áo giáp quả hồng, bộ giáp kia bao bọc lấy toàn thân. Nam Cung Hùng khẽ cao mày, ông ta cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ trên cái bộ giáp kia quỷ tiên giáp. Có lão bối tiên dương trầm giọng nói, quỷ tiên giáp là tiên giáp bị cấm sử dụng với thời kỳ diễn cổ, nó thuộc về cấm vật thái thành tiên cung, vậy mà còn sử dụng sao? Quỷ tiên giáp cần dùng máu của cường giả để mà tế luyện, bộ áo giáp này tràn đầy sát niệm, người sử dụng rất dễ sa ngã, cho nên nhiều năm trước đã bị cấm sử dụng rồi. Nhưng mà trận tỷ võ này không có bất kỳ hạn chế gì. Trong mắt của tiêu lạc mộc của Thái Thanh Tiên Cung không một chút gợn sóng. Ông ta không hề luống cuốn. Mọi người đều biết Thái Thanh Tiên Cung chịu tỷ võ quyết đấu chắc chắn đã nắm chắc Phật Thắng. Quỷ tiên giáp cứu tiêu ngọc, thế nhưng không quá giáp cấp bậc chỉ tôn, lúc nãy nàng ta không chết thì cũng đã bị trọng thương rồi. Tiêu ngọc ném thanh kiếm gãy trong tay, nàng ta dơ cánh tay phải lên, một thanh chiến kích màu đen xuất hiện từ hư không, trên thành chiến kích kia có khắc đường văn cổ xưa. Triệu Thiên Nguyên cảm thấy hơi quen mắt. Không ngờ Thái Thanh Thiên Cung lại còn có thí thần kích. Ở thời kỳ cuối của đế phủ, những cái thứ binh khí này lẽ ra đã biến mất rồi. Chương 699 Tuyệt Thế Thiên Kiều Trần Chính Tiêu Lạc Mộc bình tĩnh nói Bản tôn khá hòa niệm cho nên đã giữ lại thí thần kích và quỷ tiên giáp. Trần Mục có thể cảm nhận được khí tức giết chóc chứa trong thí thần kích. Cái thanh vũ khí này vô cùng khủng khiếp. Dù là cường giả tiên dương cũng không có muốn cứng rắn da chạm. Trong mắt của Tiêu Ngọc mang theo tức giận, nàng ta không thể đánh bại Trần Mục bằng sức lực của chính mình, chỉ có thể mượn đến ngoại lực. Đi chết đi! Tiêu Ngọc quá thành quyết hoàng đánh tới. Trời cao dở tàn, chiến kích u ám phá không bày tới. Trần Mục dùng xích long thần mau lên, vào cái giây phút thần binh và tiên khí gia chạm với nhau, hai cánh tay của Trần Mục rung lên, hắn đã bị năng lượng khủng khiếp đánh lùi. Trần Mục bị đánh lùi mấy chục trượng, hắn ngừng kết thần lực và tiên lực trong cơ thể, quang mang tử kim nở rộ. Nhưng u quan từ thí thần kích của Tiêu Ngọc còn kinh khủng hơn. Hai người gia chạm một lần nữa, lần này Trần Mục ngã xuống từ chỗ cao, mặt đất xuất hiện một cái hố khổng lồ tham lan tinh cuộn lên khói bụi khắp trời. Quỷ tiên giáp của Tiêu Ngọc giải phóng quý quan, nàng ta huy động chiến kích, những tia năng lượng dày đặc nện xuống. Khu vực chỗ Trần Mục đứng đã bị nhấn chìm ngay lập tức. Cường giả phía xa đều sợ hãi, bọn họ biết đây là sức mạnh của quỷ tiên giáp và thí thần kích. Trên tham lan tinh, lỗ đen khổng lồ dần lên, tất cả năng lượng đều đã bị nuốt chửng áo trắng của Trần Mục dính bụi nhưng mà hắn vẫn giữ dưỡng trạng thái định phong. Trần Mục thu lại xích long thần màu, hắn thuấn di đến chỗ cao, sau đó trong tay xuất hiện một thanh kiếm bản rộng do quy tắc thời gian ngưng kết thành. Cương giả xung quanh nhìn chăm chăm vào thanh kiếm bản rộng kia, cảm thấy không có đơn giản. Tiêu Ngọc phát hiện tấn công tầm xa là vô ích đối với Trần Mục, nàng ta chuẩn bị dùng thí thần kích giết chết hắn hai đạo thân ảnh gia chạm một lần nữa tiêu ngọc huy động thí thần kích đánh về phía trần mục khóa kiếm thời gian của trần mục đối mắt với thí thần kích hai cái món vũ khí kia gia chạm vào nhau không có xuất hiện bất kỳ dao động nào thậm chí không quan thanh động tác của tiêu ngọc đột nhiên chậm lại khóa kiếm thời gian của trần mục xuyên qua thí thần kích sau đó tiếp tục tiến lên nhưng mà thí thần kích lại dừng lại giữa không trung không một chút động đậy ánh mắt của Tiêu Lạc Mộc khẽ hiếp lại. Triệu Thiên Nguyên trầm giọng nói, hắn có thể nắm giữ sức mạnh thời gian, cường giả có thể có sức mạnh thời gian chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đặt ở thời kỳ diễn cổ cũng là một sự tồn tại hiếm có. Bàn thạch chí tôn gật đầu, hắn không chỉ nắm giữ sức mạnh thời gian mà còn nắm giữ sức mạnh quy tắc. Số lượng e là không ít hơn tiêu ngọc Lão bối cường giả xung quanh lần lượt kinh hồ Nam Cung Hùng bật cười. Tiền giới cần có thiên kiêu như vậy dẫn dắt chúng ta trở lại những cái ngày quy hoàng khi xưa. Lão phụ áo vàng của Tây Quyền Động Thiên lạnh giọng nói. Nam Cung tiền bối, trước khi mà Trần Mục đến tiền giới, tiên giới chưa từng hỗn loạn như vậy. Trong lúc bọn họ đang bàn luận, khoát kiếm thời gian xuyên qua thí thần kích rơi trên quỷ tiền giáp. Trên quỷ tiên giáp hiện lên mặt quỷ màu máu hung tợn khủng khiếp. Trong cái bộ giáp này có quy tắc đặc thù ngăn cản khóa kiếm thời gian xuyên qua. Sau lưng của tiêu ngọc phát lạnh. Nếu như không có quỷ tiền giáp ngăn chặn khóa kiếm thời gian, không biết nàng đã gặp chuyện gì rồi. Ý thức của nàng ta vẫn đang xoay chuyển với tốc độ cao, nhưng nàng ta cảm thấy thời gian xung quanh đang ngừng lại, không cách nào mà phản ứng lại kịp. Trên quỷ tiền giáp hiện lên rất nhiều khuôn mặt quỷ có cả quỷ ảnh bay ra. Trần Mục đã bị quỷ ảnh quyết sắc đánh lùi lại. Sau khi mà cách xa Trần Mục, Tiêu Ngọc trở lại bình thường. Nàng ta ý thức được khóa kiếm trong tay của Trần Mục có vấn đề. May mà có quỷ tiên giáp, nếu không đã phải gặp nạn rồi. Sương mãn thiên của tử di động thiên hoài nghi nói. Theo như ta biết, thì Trần Mục tiểu hữu có rất nhiều ách chủ bài. Loại đối đầu như thế này, hắn không sử dụng. Vẻ mặt của Vũ Văn Khâm lo lắng, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, hắn ta còn căng thẳng hơn cả Trần Mục. Trận quyết đấu này liên quan đến giận mệnh gia tộc của Vũ Văn gia, hắn ta trầm giọng nói, "Có thể hắn kiên dè ác chủ bài của Tiêu Ngọc, cũng có thể là xem thường nàng ta." Trên mặt Nam cung Hùng chứa ý cười, "Mượn nhờ ngoại lực, rốt cuộc cũng chẳng phải là dương đạo, Trần Mục tiểu hữu chắc chắn cũng hiểu được, chỉ có sức mạnh của bản thân mới là cường đại thật sự." Trần Mục cầm khóa kiếm thời gian thuấn di đến bên cạnh tiêu ngọc lần này nàng ta không có lựa chọn cứng rắn da chạm mà là né tránh hai đạo thân ảnh truy đuổi nhau ở trên tham lang tinh tất cả mọi người có thể nhìn ra được tiêu ngọc đã sợ rồi trần mục đột nhiên dừng giữa không trung hắn nắm chặt khóa kiếm thời gian tập trung tất cả năng lượng vào trên lưỡi kiếm cùng với tiếng sấm sét quang mang tử kim xuyên qua bầu trời một tia kiếm quang như sợi tơ xuyên qua cơ thể của Tiêu Ngọc. Trong tia kiếm quang này chứa đựng tất cả những cái thứ mà Trần Mục đã học được trong đời. Hắn đã dùng hợp tất cả những gì mình học được, ngộ được vào trong một kiếm này, không có động tác làm màu như thừa nào, kỹ thuật tuốt kiếm bình thường không có gì lạ, nhưng mà lại chém ra kiếm quang hoàn hảo. Tiêu Ngọc không kịp né tránh, nàng ta nhìn kiếm quang xuyên qua từ ngực của mình, nhưng mà cơ thể nàng ta vẫn nguyên vẹn ở phía xa có một chuỗi các ngôi sao liên tiếp dở tung các lão bố cường giả đều tê cả da đầu ngay cả bàn thạch chí tôn khẽ gật đầu không tệ một kiếm này có một chút thú vị ánh mắt của mọi người nhìn về phía tiêu ngọc tiêu ngọc ôm ngực trên người của nàng ta không có vết thương chẳng lẽ là quỷ tiên giáp đã bảo vệ ta mà trần mục thu lại khóa kiếm thời gian lạnh lùng nhìn Tiêu Ngọc, trong mắt hắn mang theo hàng ý. Đúng vào lúc Tiêu Ngọc kinh ngạc, hai mắt của nàng ta bỗng nhiên trợn tròn, trong cơ thể xuất hiện biến cố. Trái tim đã bị bóp méo, lục phủ ngũ tạng đều đã bị tổn thương nặng trồng chốc lát, gân cốt huyết nhục đều bị đứt đoạn. Nếu như không nhờ quỷ tiền giáp bao bọc toàn thân, thân thể của Tiêu Ngọc đã biến thành một nhóm xương máu tia kiếm quang vừa nãy xuyên qua cái bộ giáp có sức phòng ngự kinh người. Triệu Thiên Quyên trầm giọng nói, đó là sức mạnh thời gian. Chương 700 Tuyệt Thế Thiên Kiêu Chân Chính Bàn thạch chí tôn nhìn sang tiêu đặc mộc phát hiện sắc mặt của ông ta âm trầm, không có vẻ gì là sốt ruột. Rất nhiều thế lực đều đã bị dọa toát mồ hôi lạnh. Lão giả của La Phù Động Thiên không khỏi lắc đầu, Chẳng lẽ Thái Thanh Tiên Cung muốn thua sao? Sương mãn thiên của tử di động thiên và vũ văn kim của vũ văn gia vui mừng khôn xiết. Duy chỉ của nam cung thần không hề thả lỏng. Ông ta biết cái trận đấu này không có kết thúc dễ dàng như vậy. Trần Mục làm tiêu ngọc bị tổn thất nặng nề. Sức mạnh thời gian và sức mạnh không gian tiêu hao rất nhiều. Hắn lại lấy ra xích lòng thần mau một lần nữa. Không một chút nương tay chuẩn bị kết thúc trận chiến. Tiêu Ngọc bị thương nặng trong cơ thể, hoàn toàn không có cơ hội đánh trả. Quỷ tiên giáp trên người đột nhiên hấp thu huyết dịch của nàng ta, hơn nữa còn cắm rễ vào trong huyết nhục của nàng ta. Ảo giáp đã biến thành màu máu, thậm chí che mất khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta. Khuôn mặt kia giống như ác quỷ, hung tợn, đáng sợ, toàn thân của Tiêu Ngọc tỏa ra hung quy cường đại. Các lão bối cường giả tiên giới đều thi nhau lắc đầu. Triệu Thiên Quyên trầm giọng nói, quỷ tiên giáp bị cấm sử dụng, chủ yếu là vì nó thôn vệ ký chủ, nó sẽ ăn cả người. Quyết nhục trên người của Tiêu Ngọc đang bị quỷ tiên giáp thôn phệ, sức lực của nàng ta tăng giọt không ngừng. Cương giả tiên dương đều cảm nhận được hàng ý, chí tôn đều khẽ nhíu mày. Trận chiến này liên quan đến cục diện tương lai của tiên giới, thế lực khắp nơi đều nín thở. Tiêu Ngọc không phản kháng, nàng ta chủ động giải phóng huyết mạch của chính mình. Trần Mục và Tiêu Ngọc cùng lúc dẫm nát không gian, xích lòng thần màu và thí thần kích va chạm nhau. Một mảng lớn không gian đã dỡ nát. Cho dù bọn họ cách xa mặt đất, nhưng mà sóng xung kích cũng đã khiến cho mặt đất tham lan tinh nước toát. Trần Mục bị đánh lùi, cánh tài của hắn đang run rẩy. Trần Mục không sử dụng trấn thiên ấn và hồng mông thạch tháp. Hắn cảm thấy vẫn chưa phải lúc, hồng mông tiên lực và thần lực trong cơ thể đều đã tiêu hao rất nhanh. Mỗi lần gia chạm, Trần Mục đều bị đánh bay rất xa. Hơn nữa sức lực của Tiêu Ngọc vẫn đang tăng lên không ngừng. Trần Mục có thể nhìn ra trạng thái của Tiêu Ngọc. Chỉ cần chống đỡ được, sớm muộn gì, Tiêu Ngọc cũng khô cạn huyết mạch. Quanh thân của Tiêu Ngọc tràn ngập huyết quang. Ngón tay của nàng ta được áo giáp bao bọc, trở nên thon dài bén nhọn, cả người hoàn toàn quá yêu ma, sức lực có thể sánh với chí tôn. Trần Mục chọn cách né tránh mũi nhọn, hắn liên tục trốn tránh, kéo dài cái thời gian, lôi đình ngân dực ngày càng mờ đi. Tiêu Ngọc cưỡng ép đưa tay lên dùng tiên lực phong tỏa không gian. Thí thần kích trong tay của Tiêu Ngọc giết tới, ánh mắt của Trần Mục khẽ tụ lại. Nếu như cứng rắn da chạm, chắc chắn hắn sẽ bị thương, cũng không có nên lãng phí thời gian nữa. Trần Mục tế ra tổ long kim lân Thí thần kích rơi xuống không có thể đánh dỡ được tổ long kim lân nhưng mà lại đánh bật tổ long kim lân ra rất xa tiêu ngọc vừa muốn đuổi đánh hồng mông thạch tháp từ trên trời giáng xuống vừa dặn trấn áp nàng ta hồng mông thạch tháp giống như một ngọn núi hùng dĩ tiêu ngọc một tay chống đỡ hồng mông thạch tháp sức mạnh của nàng ta bị áp chế trần mục ném xích long thần mâu ra tiếng sấm sét vang lên giống như là lôi long vạch phá bầu trời. Một tay của Tiêu Ngọc nâng thí thần kích lên, vừa dặn chặn được xích long thần màu phá không bay tới. Ở phía xa, lão bối cường giả kinh ngạc kêu lên, không ổn, không có thấy Trần mục đâu nữa. Ngay lúc mà ném xích long thần màu ra, trần mục thoát khỏi giam cầm. Hắn đã lẻn vào hư không, xuất hiện sau lưng của Tiêu Ngọc, trong tay cầm một thành cốt kiếm. Thành cốt kiếm này tuy rằng nhỏ ngắn nhưng mà lại có quy lực kinh người, thậm chí để lại dấu vết trên tổ lòng kim lân. Phải biết rằng khi đó, cốt kiếm vẫn chưa có hấp thụ đủ năng lượng. Khoảng thời gian này, cốt kiếm đã hấp thụ lượng lớn năng lượng, quy lực từ lâu không có thể so sánh được. Triệu Thiên Nguyên và bàn thạch Chí Tôn nhìn chăm chăm vào Tiêu lạc Mộc. Bọn họ lo lắng Thái Thành Tiên Cung không nhận nợ. Tiêu Ngọc phát giác được cốt kiếm của Trần Mục nếu như mạnh mẽ phản kháng thì quỷ tiên giáp không chắc có thể chống lại được. Nàng ta đã bị ép vào đường cùng, chỉ có thể sử dụng ách chủ bài cuối cùng. Âm một tiếng, tiếng nổ vang lên, tình hình trên chiến trường đảo ngược một lần nữa. Quyết quang toàn thân của Tiêu Ngọc chiếu rọi tinh không. Từ tiên giới nhìn lên tinh không, tham lan tinh đã biến thành ngôi sao lớn màu đỏ máu, dù số sinh linh ngẩng đầu nhìn lên. Ở Quang Minh Thành bằng thành và đám sở sở ngẩng đầu trong về phía tinh không. Diêm sát khẽ cao mày. Không ổn, khoảng cách xa như vậy ta cũng cảm thấy lạnh cả xương sống. Đôi mắt đẹp băng thanh khẽ tụ lại. Nếu như hắn tiêu rồi, vậy thì ẩn ký trong cơ thể của chúng ta phải xử lý thế nào? Hắn không có đơn giản vậy đâu. Hư ảnh nhìn chăm chăm vào tham lang tình không dời mắt. Sợ sở, sở ngồi sổm dưới đất nàng ta cắn ngón tay cái lẩm bẩm đại ca ca cố lên chứ mấy người nam cung hùng nhìn về phía tinh không chỉ có kim thiền và tăng ngưu là đang niệm kinh trên tham lang tinh trần mục bay ngược ra sao hồng mông thạch tháp và xích long thần mau đều đã bị đánh bay ra xa tiêu ngọc đứng ở chỗ cao trên người nàng ta đang giải phóng đế quỳ ngay cả chí tôn ở đó cũng đều chấn kinh trên tham lang tinh toàn thân của Tiêu Ngọc bị quyết quang bao phủ, quy áp đáng sợ đang của tán. Cường giả lão bối tiên giới đang run rẩy, ngay đến cả chí tôn cũng để lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cổ sức mạnh kia vượt xa cảnh giới của chí tôn. Thế lực khắp nơi đều hiểu Thái Thanh Tiên Cung không có dễ dàng nhận thua, nhưng mà không ai ngờ tới bọn họ còn có thể xuất ra cái loại thủ đoạn này, giúp Tiêu Ngọc trong một thời gian ngắn có được sức mạnh cường đại vượt xa chỉ tục. Trần Mục nắm chặt cổ kiếm, hắn lại đứng vững một lần nữa nhìn về nơi xa. Tiêu Ngọc đang khí huyết giọt thẳng lên tinh hà, ở trong huyết quang nhìn thấy bóng người xa lạ. Ở trước mặt cái loại sức mạnh to lớn khiến chúng sinh quỳ rạp này, Trần Mục cảm giác được sự nhỏ bé của bản thân, cảm giác áp bách mãnh liệt không khiến cho hắn ta lùi bước, ánh mắt vẫn kiên định như cũ. Chương 701 Quyền Chấn Tinh Hà Sau khi mà Tiêu Ngọc thôi động giọt đế quyết kia lập tức có được năng lượng vô cùng vô tận thân thể rách nát trong nhảy mắt đã phục hồi như cũ trái tim đập kịch liệt máu trong cơ thể sôi trào phản vệ của quỷ tiên giáp cũng đã bị áp chế lại nơi xa tiên lạc mộc để ý đến trạng thái của Tiêu Ngọc thôi động đế quyết cần phải trả giá đắt có lẽ là do nguyên nhân trong cơ thể đã thôn về cái lượng lớn huyết mạch cường đại, tiêu ngọc và giọt đế huyết kia dung hợp hoàn mỹ cũng không hề xuất hiện cái dấu hiệu bài xích. Trần Mục rất quen thuộc với trạng thái của tiêu ngọc, nằm đó hắn thôi động tổ huyết của tổ tiên thần gia cũng đã từng có được sức mạnh cường đại dễ dàng phong ấn tam dài ma thần. Trần Mục biết cái trạng thái này của tiêu ngọc sẽ không kéo dài quá lâu nhưng mà muốn chống đỡ qua cái thời gian này vô cùng khó khăn. Hắn không hề do dự chút nào, trực tiếp thôi động Trấn Thiên Ấn, mượn nhờ sức mạnh của Trấn Thiên Ấn. Cảnh giới của hắn không ngừng được nâng lên, trên người phóng ra quỳ áp, khiến cho tiên dương lão bối quảng sợ. Cường giả phía xa đều đã bị hai vị thiên kiêu trong trận chiến làm cho khiếp sợ. Ban thạch chí tôn trầm giọng nói, khả lắm, sức mạnh còn có thể tăng lên nhưng mà muốn đánh bại tiêu ngọc ở trạng thái này vẫn còn kém rất nhiều trên mặt sương mãn thiên của tử di động thiên tràn đầy lo lắng vũ văn khâm của vũ văn gia mặt không biểu cảm nam cung thần nhìn thân hình thẳng tắp của trần mục trong mắt mang theo vẻ chờ mong hắn ta biết quyết đấu chưa kết thúc tiêu ngọc hoàn toàn thôi động để quyết nàng ta nhìn chăm chăm trần mục ở phía xa giây phút đã bị ánh mắt khóa chặt Phía sau Trần Mục phát lạnh Hắn hiểu được bản thân không có chỗ để nắp Trần Mục thôi động trận thiên ấn Tình khí thần Tăng lên đến trạng thái định phong Quanh thần ánh sáng lượng lờ Trạng thái của hắn bây giờ sánh ngang Với cường giả chỉ tu. Nhưng trước mặt đế quy cường đại kia Vẫn có phần không có đáng chú ý đến Mặt của Tiêu Ngọc Khôi phục lại thanh xuân mỹ mạo Khóe miệng của nàng ta Mang theo nụ cười lạnh Giờ phút này trần mục trong mắt nàng ta giống như con khí hồi. Sau khi mà người chết, bản tiên sẽ sang bằng trần gia, sẽ khiến cho người biết hậu quả đắc tội với Thái Thanh Tiên Cung. Trong mắt của trần mục, ẩn chứa hàng ý, hắn buồn cốt kiếm trong tay ra, cốt kiếm bay lơ lửng ở trước người. Hồng mong thủ thoát khỏi cơ thể, ở sau lưng của trần mục chống đỡ bầu trời xanh, gốc cây kia chứa đựng dạng đạo quy tắc, trật tự xiên xích quấn quanh hồng mông tử khí lượng lờ. Hai tay của Trần Mục hiện lên thần văn, chân Long quyết mạch cùng chân phượng quyết mạch thoát ra khỏi cơ thể, quá thành hung thú kim sắc, tinh không gian dội tiếng rồng kêu phượng hót. Bất cứ ai có thể nhìn ra được, Trần Mục muốn liều chết đánh cược một lần. Hắn đã phóng tất cả tiên lực trong cơ thể ra, ngay cả kiếm cung trong cơ thể cũng đều đã được mở ra. Toàn bộ hồng mông tiên lực màu tím, dũng mãnh lao ra trong khoảnh khắc. Trần Mục nâng hai cánh tay lên, bàn tay đối diện với thành cốt kiếm mà cốt kiếm nhắm chuẩn vào Tiêu Ngọc ở phía xa. Hắn đã tập trung tất cả sức mạnh ở phía trên một kiếm cuối cùng. Các loại quy tắc năng lượng quấn quanh trên cốt kiếm, phía trên cốt kiếm xuất hiện dần sáng đủ mọi màu sắc, xoay xung quanh nhau, sức mạnh của các quy tắc khác nhau kèm theo bên trên cốt kiếm, khiến cho thành cốt kiếm trở nên cực kỳ nguy hiểm cơ thể của Trần Mục đang hơi run rẩy trên trán rịnh mồ hôi, ánh mắt ẩn chứa sự tức giận. Tay trái của hắn nắm chặt cổ cánh tay phải, tập trung toàn bộ sức mạnh trên cổ kiếm. Sau đó, nằm ngón tay nắm lại thành quyền. Soạt một tiếng, cốt kiếm mang theo sức mạnh đáng sợ phá không mà đi. Không gian dọc đường đã bị phá nát. Cường giả phương xa nhìn cốt kiếm chầm chầm, bất chợt lại mất dấu thành cốt kiếm này được quy tắc đặc thù bao quanh, xuyên thẳng qua không gian, bỗng nhiên giọt vào bên trong quý quan. Tiêu Ngọc nhìn chầm chầm thành cố kiếm, xác định vị trí của nó. Sau khi mà cốt kiếm bị xác định vị trí, tốc độ bắt đầu đã chậm lại. Sức mạnh trong đó không ngừng bị tiêu hao, nhưng mà vẫn đâm thẳng về hướng mi tâm của Tiêu Ngọc như cũ. Nàng ta khẽ nhíu mày, không né tránh mà là ném thí thần kích ra. Thí thần kích mang theo sức mạnh to lớn rơi xuống hai thành vũ khí da chạm trên không tinh không giống như là bức tranh sơn dầu nhiều mực không gian dở nát sức mạnh đáng sợ kia lan tràn khắp bốn phía ngay đến cả cường giả tiên giới ở xa xa cũng phải tránh né núi non bên trên tham lang tinh đều đã bị san bằng từ xa nhìn lại tham lang tinh giống như là một quả táo đã bị gặm thiếu mất một miếng rất to thí thần kích đã bị đứt gãy cốt kiếm mang theo sức mạnh đáng sợ phóng về phía tiêu ngọc. Người sau khẽ nhíu mày liễu, nàng ta dưa tay lên, ngón tay sắc bén bị áo giáp quyết sắc bao trùm, vừa dặn kẹp lấy cốt kiếm, sức mạnh còn sót lại trong đó đều đã bị tiêu diệt. Dừng ở đây thôi, tiêu ngọc tiện tài ném cốt kiếm đi. Cốt kiếm rơi xuống tham lan tinh, đập ra một cái hố to. Vẻ mặt của Trần Mục có một chút mỏi mệt, Vừa rồi hắn đã dốc hết toàn bộ tiên lực và thần lực Lại không hề mãi mãi gây tổn thương cho Tiêu Ngọc Cường giả tiên giới ở phía xa chưa lấy lại được tinh thần Bàn thạch chỉ tôn trầm giọng nói Trần Mục rất không đơn giản nếu như cho hắn thời gian tất thành người tài Triệu Thiên Quyên khẽ gật đầu Hắn đến bây giờ vẫn không hề từ bỏ Dù cho năng lượng thể năng hao hết Khí tức vẫn rất vững dàng như cũ còn đang hấp thụ năng lượng trong thiên địa. Xem ra, hắn vẫn còn muốn chiến đấu tiếp. Trong thành hoàng minh, bằng thành đã nhíu đầu mài. Chúng ta có cần ra tay không? Hư ảnh khẽ lắc đầu. Đầu tiên, hắn không có cho phép chúng ta ra tay. Tiếp theo, tùy tiện ra tay, khẳng định gây nên hỗn chiến. Người cảm thấy chúng ta có ưu thế sao? Hiện tại, tuyệt đại đa số cường giả của thiên giới đều đang tập trung ở tham lang tinh. Cho dù bọn họ có xúc kích thì cũng không có ưu thế, ngược lại gây thêm phiền phức cho Trần Mục. Các bạn vừa nghe xong tập 84 Ta là Hôn Phu Kiếm Thánh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.